những tip để đón thần tài Yuka tới cửa là bạn phải có mèo ít nhất là một con, càng nhiều càng tốt. Và đặc biệt thì mèo trắng hoặc mèo đen thì càng quyến rũ được thần tài Yuka tới cửa nha. Xong rồi sau đó phải thả cái con mèo đó ở trước cửa nhà. Đó là cách để dụ thần tài Yuka vào nhà. Xong tiếp theo là gì? Nếu như không có mèo thì nhà mọi người nên có một con thỏ màu trắng sẽ để cái lồng thỏ trước cửa nhà. Đó cũng là một cách để dụ thần tài Yuka vào nhà. Nhưng nếu cũng không có thỏ, không có mèo, vậy thì bạn phải làm sao? Phải có một con chó. Nếu là chó Shiba thì càng tốt. Dạ, đặc biệt là những con chó nhỏ Cute Fumewe, hoặc là Husky, hoặc là chó trắng, hoặc là chó mực. Dạ, cứ để nó ở trước cửa thì thần tài Yuka sẽ bước tới cửa. Còn nếu như bạn là người chơi hệ nói không với động vật vì bị dị ứng lông thú, vậy thì bạn nên làm như thế nào? Đơn giản thôi, bạn chỉ cần cosplay con vật mà bạn thích và đứng trước cổng. Một là cosplay con thỏ, hai là cosplay con mèo, ba là cosplay con chó. Và phải làm như thế nào cho thật giống con vật đó? Bạn phải cắm được một cái đuôi, và đít. Sau đó phải có hai cái tai. Tiếp theo là phải có một bộ đồ thật là sexy. Rồi sau đó cần một cái vòng cổ và hai cái xích tay nhé, xích chân. Xong rồi sau đó bắt đầu bò ra trước cửa nhà, giơ hai tay lên trước ngực và kêu meo meo, phong phong. Đó là cách để dụ thần tài Yuka tới cửa. Từ từ kênh văn hóa hả?